dương ngược nắng, những diễn biến tiếp theo. Trí rối bời khi biết mình không là máu mủ cao diệu. Bố của Hoàng xuất hiện, lộ diện âm mưu trả thù. Hải bóng bẩy cầu hồn Diễm Loan hòng đào mỏ. Châu trả thù Vĩ, tông xe vào Kiên Minh và gieo xuống sông Từ Vẫn được phục cứu. Ông Phan sốc nặng khi hay tin Châu Từ Từ và Trí không phải là con cháu nhà cao diệu. Chào mừng các bạn đến với những diễn biến mới nhất của bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng, bản quyền thuộc về đài truyền hình VTV3. Thưa bạn, khi mà thân thế của mình được hé lộ, Trí biết mình là chị em cùng cha khác mẹ với mình, mà không phải là máu mủ của Cao Dược, anh đã rất thất vọng. Trong lúc mà con người của anh đang cố gắng phấn đấu thay đổi từng ngày để không phụ lòng mong mỏi của chị, gái và ông nội, để cho mẹ được tự hào, thì điều này đã khiến cho Trí sụp đổ. Anh buồn bã lang thang không biết sẽ đi đâu về đâu. May mắn thay, trong những giai đoạn mà anh thấy cô đơn nhất thì Ngọc lại xuất hiện. Tuy rằng trước đây cả hai là khắc tinh của nhau, nhưng từ khi bị ông Phan dàn xếp hôn sự, Trí và Ngọc trở thành những người bạn. Trí cũng luôn sẵn sàng để ra sức bảo vệ Ngọc khi biết Trí không còn là anh em máu mủ của mình nữa, trái với suy nghĩ của Trí, và không hề ruồng bỏ anh mà còn tỏ ra thông cảm, chia sẻ với Trí. Điều này cũng mở ra một tương lai tình cảm phía trước cho cả hai khi mà không còn là anh em máu mủ của một nhà. Về phần Hoàng, anh đến với Cao Dược muốn vật dã tâm trả thù lớn. Anh cũng biết nhà Hoàng không có gì ngoài tiền. Tuy nhiên, không ai rõ được thân thế và lý do của anh, chỉ biết anh có một cô con gái cùng một ông bố chống lưng. Cuối cùng, ông bố bí ẩn của Hoàng cũng đã xuất hiện. Trong nhiều đồn đoán từ trước đến nay, thì chính bố Hoàng là người trực tiếp có mối thù với Cao Dược và muốn Hoàng đến để thanh toán. Nhiều người còn đồn đoán rằng rất có thể đó chính là ông Sơn năm xưa quay trở lại trả thù bà Cúc. Tuy nhiên, cũng không ít dự đoán cho rằng có thể bố Hoàng lại có mối liên hệ và ân oán với chính cụ Phan. Sau lần vô tình gặp lại nhau, Hải Bóng Bẩy và Diễm Loan lại quấn quýt bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, bản chất của cả hai vẫn không thay đổi khi Hải chỉ một tên đào mỏ, còn chị Diễm thì vẫn là một ả mê trai. Trước những lời ngon ngọt như rót đường vào tai, bà Loan đã không thể cưỡng lại trong mối quan hệ này. Còn Hải thì tin rằng chỉ cần quyến rũ được Diễm Loan thì hắn có thể moi móc được khối tiền trong đống tài sản Cao Dược mà bà Loan có liên quan. Hải còn tiếp tục tặng nhẫn cầu hôn khiến cho Diễm Loan vui sướng. Tuy nhiên, bộ mặt thật của Hải tiếp tục bị Minh vạch ra và tận cho một lần, khiến hắn khiếp hồn. Về phần Châu, trước những bi kịch liên tiếp đổ lên đầu khi mà tình yêu, công việc đã mất hết, còn một chút danh dự cũng bị trà đạp, không quyết định tự tay trả thù. Khi đã tông xe vào Kiên Minh và trả thù Vĩ, Châu quyết định gieo mình xuống dòng sông để giải thoát cho bản thân. Tuy nhiên, may mắn, Phúc đã ra tay kịp thời cứu vớt. Việc Châu Từ Vẫn đã khiến ông Phan sốc nặng. Tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng Châu luôn là đứa cháu gái mà ông yêu quý, tin tưởng. Khi hay tin, ông đã không thể trụ vững được, đặc biệt sau khi giao cho ông Quân điều tra lại, phát hiện Trí không là con cháu nhà Cao Dược, cô Phan đã lên cơn sốc nặng phải nhập viện. Đây ông cũng là cái giá phải trả cho tư tưởng khuất phục cuộc đời của ông. Mời bạn cùng đón xem những diễn biến tiếp theo trên sóng VTV3. Đừng quên đăng ký kênh để nhận các tin tức mới nhất từ bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.